Xin chào các nhà giao dịch đã quay trở lại với DK Trade. Tuần này chúng ta sẽ quay trở lại với đề tài những thương vụ hot nhất tuần qua. Và trong series thương vụ hot nhất được nhắc đến trong tuần này, chính hai phút cổ phiếu Meta Platforms và Roblox, kẻ tiên phong trong xu hướng vũ trụ ảo Metaverse đang phải đối mặt với gã khổng lồ truyền thông xã hội nhằm nhè vượt lên dẫn trước. Giữa cạnh tranh về hot trend vũ trụ ảo, thì câu hỏi đặt ra cho các nhà đầu tư dài hạn là nên đầu tư cổ phiếu Meta, Facebook hay Roblox trong những năm tiếp theo. Cùng vào ngay video để tìm ra câu trả lời nhé. Có 3 điểm chính trong video hôm nay. Meta Platforms đang hướng tới mục tiêu trở thành tay chơi trọng yếu trong vũ trụ ảo Metaverse. Roblox tự hào với nền tảng vũ trụ ảo sôi động gần 50 triệu người dùng hoạt động hàng ngày. Cổ phiếu Roblox đang bán với giá cao hơn rất nhiều so với Meta Platforms, nên đầu tư cổ phiếu Meta, Facebook hay Roblox giữa hot trend vũ trụ ảo Metaverse hay vũ trụ ảo gần đây đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ các nhà đầu tư. Hiện tại Meta Platforms, Nasdaq, Facebook chủ yếu vẫn là một công ty truyền thông xã hội, song công ty đã vạch ra mục tiêu đầy tham vọng là trở thành công ty dẫn đầu trong Metaverse. Trong khi đó, Roblox NESE-ZBLX là một công ty Metaverse cốt lõi. Chúng ta hãy đi sâu vào từng công ty để xác định xem công ty nào có thể trở thành mã đáng mua hơn trong năm 2022. Về Meta Platforms, nói không ngoa khi cho rằng các kế hoạch tiến vào vũ trụ ảo của Meta Platforms rất tham vọng. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đã tuyên bố mục tiêu của công ty là giúp 1 tỷ người trở thành một phần của Metaverse vào cuối thập kỷ này. Để chứng minh bản thân không chỉ nói chơi, Meta đã chi 10 tỷ đô la trong năm nay để xây dựng nền móng cho nền tảng của mình. Hơn nữa, Meta còn cho biết có thể sẽ chi tiêu nhiều hơn số tiền đó trong những năm tới. Tất nhiên, nếu có thể thu hút 1 tỷ người dùng vào Meta Platformsverse, công ty sẽ sở hữu tiềm năng sinh lời lớn. Hẳn đó cũng là nguyên nhân khiến Meta sẵn sàng chi hàng tỷ đô la để xây dựng nền tảng. Hiện tại, Meta Platforms có hơn 3,5 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên gia đình ứng dụng truyền thông xã hội thuộc sở hữu của công ty. Thu nhập của công ty chủ yếu đến từ các nhà tiếp thị chấp nhận trả phí để hiển thị quảng cáo với người dùng thuộc Meta. Trong các năm 2018, 2019 và 2020, Meta đã lần lượt kiếm được 55,8 tỷ USD, 70,7 tỷ USD và 86 tỷ USD doanh thu, chủ yếu từ hiển thị quảng cáo. Trong khi đó, công ty cũng chuyển phần lớn doanh thu thành lợi nhuận. Trên thực tế, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty trong những năm đó lần lượt đạt 44,6%, 33,9% và 38%. Về công ty Roblox, Roblox là một trong những người tiên phong của Metaverse. Nền tảng của công ty hiện có 47,3 triệu người dùng hoạt động hàng ngày tương tác với nhau. Người dùng có thể tham gia và tương tác trên trang web của Roblox hoàn toàn miễn phí. Công ty kiếm tiền bằng cách bán một loại tiền tệ trong trò chơi có tên Robux. Nếu muốn trải nghiệm hoặc mua những sản phẩm độc quyền, người chơi cần phải mua Robux. Điều thú vị là Roblox không tự tạo ra những vật phẩm hoặc trải nghiệm độc đáo này. Công ty cho phép các nhà phát triển bên thứ ba xây dựng chúng và nếu họ thành công, Roblox sẽ chia sẻ 1% doanh thu từ các tác phẩm đã bán. Mô hình đó trở nên hiệu quả với Roblox khi doanh thu tăng từ 325 triệu đô la vào năm 2018 lên 508 triệu đô la trong năm 2019 và 924 triệu đô la vào năm 2020. Tuy nhiên, không giống như Meta, Roblox cũng tạo ra khoản lỗ hơn 400 triệu đô la trong thu nhập hoạt động trong thời gian đó. Roblox đã tăng khoản mục tiền mặt từ hoạt động với 99 triệu đô la vào năm 2019 lên 524 triệu đô la vào năm 2020. Kết luận cuối cùng, theo góc nhìn từ các chuyên gia tại DK Trade, khi nhìn vào tỷ lệ giá trên doanh thu và tỷ lệ giá trên dòng tiền tự do của mỗi công ty, rõ ràng Roblox đang có định giá cao hơn Meta. Trên cả hai chỉ số, Roblox đắt hơn Meta khoảng 3 lần. Có lẽ đây là mức phí bảo hiểm hơi quá cao, mặc dù cả doanh thu và tiền mặt hoạt động của Roblox đều tăng nhanh hơn Meta. Meta Platforms và Roblox đều là những doanh nghiệp xuất sắc, nhưng nếu bạn chỉ được chọn một cổ phiếu cho năm 2022, đừng ngần ngại và hãy chọn mua Meta Platforms. Cuối cùng xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ kiến thức từ DK Trade. Nếu bạn đang là nhà đầu tư mới hãy nhấn link và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật kiến thức và tin tức mới nhất từ thị trường. Chúc các bạn thành công!